Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình xin chia sẻ đến tất cả mọi người cách mà chúng ta nhận biết cái lá sắn nào an toàn và lá sắn nào không an toàn, và cái cách xử lý cái lá sắn để chúng ta ứng dụng vào cái việc mà cho con dê nhốt chuồng của mình ăn nó an toàn nha mọi người nha. Bà con ở Tây Ninh này mà chăn nuôi dê á mọi người ạ, là sử dụng hoàn toàn cái lá sắn này cho con dê ăn là vẫn cứ ok, dê phát triển rất là tốt. Cái lá sắn nó chứa rất là nhiều chất dinh dưỡng mọi người ạ. Bởi vì bà con ở Tây Ninh mà nuôi dê á mọi người ơi, là sử dụng hoàn toàn bằng lá sắn hết. Đấy. Theo như các nhà khoa học của Viện Nông nghiệp miền Nam á nghiên cứu á, thì cái lá sắn nó chứa rất là nhiều chất dinh dưỡng mọi người ạ. Nó cái chất đạm ở trong các thành phần của cây sắn nó chiếm tới từ 20 đến 25%. Đấy, ngoài ra nó còn có các cái vitamin cũng như khoáng chất, và nó chứa một cái lượng tinh bột rất là cao. Bên cạnh những cái ưu điểm của cây sắn thì cây sắn cũng có chứa một cái loại độc tố các bạn ạ. Mà cái loại độc tố này á thì nó còn tùy thuộc vào từng loại cây cây sắn nữa. Và mình sẽ chỉ cho mọi người biết cây sắn có chứa độc tố cao nha mọi người nhé. Mình nói về cái cây sắn có độc tố cao. Đó là cây sắn cút mọi người nhé. Đây, cây sắn cút nó bên này nè mọi người này. Đây nhá, cây sắn cút mọi người nhìn thấy này. Nó cây nó là cong cong keo queo rồi đó. Nó mọc lên cái là nó cong queo rồi à. Nè, từ dưới lên gốc lên nó cong 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 cong, và nó hầu như là không có tược, hầu như thôi nhé, nhưng mà có một số cây thì vẫn có tược, nhưng mà hầu như nó không có tược đâu. Cái đặc điểm của cây sắn này á, để mình kiếm cây thấp thấp chứ nó cao quá, nó rất là cao mọi người nhé. Đây, để mình qua đây mình kiếm cây thấp này. Đây mọi người, về cái hình dáng bên ngoài thì chúng ta có thể phân biệt được bằng cách là cái đọt của nó là màu hơi tím tím này mọi người này. Đọt với cái lá non á là màu hơi tím tím này. Đó, cây này là cây sắn cút đấy. Cây này độc tố rất là cao. Và chúng ta không nên cho con dê mình ăn. Có xử lý cách nào thì cái độc tố của nó vẫn còn rất là nhiều. Và chúng ta không cho con dê mình ăn nhé mọi người nhé. Còn lại hầu hết các loại sắn khác chúng ta đều có thể cho con dê mình ăn. Với cách xử lý như thế nào thì thưa mọi người, thì sau khi mà thu hoạch cây sắn chúng ta bẻ cái phần này, cái phần từ cuống lá này đến còn lá này, này chúng ta bẻ về chúng ta phơi nhé. Ở một số bà con nào mà chưa từng cho con dê của mình ăn cái lá sắn á, thì tốt nhất bà con của chúng ta là phơi cái lá sắn cho thiệt là héo, thậm chí khô luôn. Khô nhưng mà khô đừng có bóp cái nó vụn ra nhé, khô vừa vừa thôi. Bởi vì cái đặc tính của cái độc tố á, cái chất độc trong cây sắn á là nó dễ bay hơi mọi người ạ. Khi chúng ta phơi khô thì cái chất độc tố đó nó sẽ giảm đi rất là nhiều. Phơi càng khô thì độc tố hầu như nó là biến mất nhé. Như vậy là an toàn cho con dê mình. Còn nếu như mà bà con nào mà cho dê ăn quen rồi thì chúng ta chỉ cần phơi một nắng sơ sơ thôi, cho nó héo sơ sơ là được. Còn bà con nào mà muốn chưa thử bao giờ thì chúng ta phơi thiệt khô, rồi ngày chúng ta cho nó ăn một ít, cho nó tập, nó quen dần dần. Còn đối với dê ở Tây Ninh á thì nó ăn quen rồi mọi người ơi. Bởi vì cái thành phần thức ăn của con dê ở Tây Ninh hoàn toàn lá sắn mọi người ạ. Bà con ở miền Bắc thì có một số tỉnh thành chưa có biết ứng dụng cái lá sắn này đâu. Bởi vậy hôm nay
Em xin làm cái video này để chia sẻ đến mọi người cách để chúng ta cho con dê mình ăn lá sắn an toàn nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thu hoạch cái lá sắn này và chúng ta đem về phơi nhé. Đây mọi người ơi, đây là chú đã đi bẻ được một xe lôi mọi người ạ. Và bây giờ đang phơi ở dọc đường này mọi người. Phơi dưới nắng nha mọi người, nắng càng to thì mình phơi càng nhanh. Thì phơi bữa nay thì thời tiết nó không được đẹp lắm, mây âm u, chắc là phải phơi 2 lần mọi người ơi. Thì mình phơi càng kỹ thì cái độc tố nó càng giảm đi mọi người ạ. Và sau khi phơi á thì chúng ta sẽ gom, chiều gom cắt đi. Và bây giờ chúng ta sẽ cho con dê ăn nhé. Này là phơi mấy nắng chú? Hai nắng rồi, nắng lớn, nắng lớn. Nắng lớn thì một nắng hả? Anh máng đầy lát mà có châm thêm chú? Không. Máng một trẻ thôi hả? Em ăn đói rồi, có thêm không? Không. Nay muốn hết luôn rồi. Có con nào sắp đẻ không chú? Chưa. Cho ăn kiểu này thì con dê nó trừa cái cùi lại mọi người ạ. Nó cũng hơi lãng phí. Chúng ta gom nó đốt đi. Đây đã đỡ được tay không phải đỡ được chiều khơi. Ủa làm có lấy mì mì không năm không? Hả? Có. Mẹ đang ăn mì không năm này. Mì không năm đó. Chứ mà mì không năm không khi tốt rồi nè mà lá nữa. Ngày ta bẻ chứ đừng nửa cây á, còn lại rồi. Mì không năm chứ mới nó có mới ra trong cái hầm lượng cái bộ cao sau này đấy. Thấp. Nó lại là vừa đó chú bán được giá bao nhiêu? 130. Này nhích lên. Con thấy ở khu vực ngoài Bình Thuận là 130, 154 á. Dây giống đây nó bán cho dây dài 130, dây non 140 á. Vâng, như vậy là giá dê đó có chiều hướng tăng lên mọi người ạ.
Đó cũng là dấu hiệu đáng mừng cho bà con chăn nuôi. Thì trong chăn nuôi nó có những cái yếu tố mà quyết định đến cái lợi nhuận nha mọi người. Thì chúng ta mà khởi nghiệp á, các bạn trẻ mà khởi nghiệp mà cái số vốn mình ít á, thì cái khâu chuồng trại á, chúng ta nên tiết kiệm một chút. Tức là những cái vật liệu nào mà ở nhà địa phương mình có mình nên tận dụng nha. Nè, các bạn nhìn thấy cái chuồng trại của chú đây là rất là đơn giản nhưng mà nó rất là chắc chắn nha. Ba cây tre, cây tầm vông thì mình về mình cột cho nó chắc chắn vào. Lúc mà vốn mình chưa có nhiều thì mình không thể làm cho nó quy mô bài bản được. Thì từ từ mình phát triển được càng mạnh thì cái chuồng trại của mình có thể cải tiến nó được chắc chắn hơn nhé. Với lại một cái vấn đề nó quyết định đến cái lợi nhuận nữa mọi người ạ. Đó là cái vấn đề thức ăn. Con dê là cái con ăn tạp mà. Cái gì nó cũng ăn hết á. Nhưng mà mình kiếm được cái nguồn thức ăn nào mà chi phí nó thấp thì cái lợi nhuận của chúng ta trong cái vấn đề chăn nuôi nó càng cao. Thì các bạn thấy là chú ở đây có trồng thêm cỏ. Thì như bữa mình nói là chú có nuôi thêm bò đó. Nhưng mà khi mà thức ăn của dê nó bị hạn chế thì cũng có thể lấy cỏ này vào cho con dê nó ăn. Đó, video này thì mình cũng chỉ chia sẻ cho mọi người cách chúng ta cái tận dụng cái cây sắn và cái cách để chúng ta xử lý cây sắn cho con dê ăn như vậy nha mọi người nhé. Chúc mọi người chăn nuôi thành công và có lợi nhuận cao. Xin hẹn gặp lại mọi người trong video sau. Video sau mình sẽ hướng dẫn mọi người cách chúng ta ủ cái lá sắn để chúng ta dự trữ cho con dê mọi người nhé.